Rồi, xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình đóng khá là nhiều đơn. Hiện tại giờ ở đây nguyên một ngày nay gần 30 mấy gần 40 đơn. Cho nên những đơn mà sau 3 giờ thì ngày mai mình mới đi được. Cho nên có chậm chút xíu anh em thông cảm giùm mình. Và sẵn mình nói luôn cái chế độ bên mình. Thì chế độ bảo hành bên mình có nghĩa là bảo hành cá sống tận tay. Ok, khi mà mình giao tới cho anh em là cá chết có vấn đề gì anh em cứ chụp hình gửi mình, là mình sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí đó hoàn lại cho anh em, hoặc là hỗ trợ cá lại cho anh em hết. Cho nên anh em đừng có lo về cái vấn đề chế độ bảo hành bên mình. Và đặc biệt nữa, bên mình không ship code nha anh em. Anh em nào tin tưởng thì mình đến với nhau một cái vui vẻ thôi. Còn không ấy thì anh em có thể tìm shop khác để mình dễ hơn trong vấn đề mà tư vấn. Và cái thứ ba nữa là đơn 200 cành mình mới giao. Đó, thì cứ 200 cành anh em lấy cái gì cũng được, trên 200 cành là mình giao. Và hồi đó giờ mình cũng chưa có free ship, cho nên anh em thông cảm đừng hỏi vấn đề free ship. Còn hàng hỗ trợ và đa số là cá kèm theo theo đơn á, thủy sinh là đa số mình có kèm theo một hai con hoặc là một hai cặp, khi mà số lượng lớn là chuyện bình thường nha. Đó thì đó là một số chế độ của bên mình. Còn những anh em nào mà nhận cá trong lúc nhận cá thấy ok rồi mà 2 3 ngày sau hoặc là 4 5 ngày sau mà nuôi có vấn đề thì mình không chịu trách nhiệm nha, anh em thông cảm nha. Tại vì cái đó là do anh em thả cá nè, do anh em cho ăn nè, chế độ nước pH này kia, thì cái đó là khi mà đã nhận xong xuôi rồi là mình kết thúc giao dịch đó. Còn đây là hôm nay mình lên đóng khá nhiều coi red ear full lưng đó, này mình quay trực tiếp. Ây da, mụ nổi nó chích bà này, hồi đóng lại đó. Thì cá này á là hàng tơ luôn. Những anh em nào đi xa thì chắc chắn một điều á là mình không có gửi hàng bầu bì rồi đó. Thì cái này mình đang chuẩn bị đóng cho khách, thì hiện tại giờ mình cũng còn có 30 cặp full lưng. Anh em nào thích á thì cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ báo lúa cho anh em để anh em có thể rinh nó về. Và đợt này hàng coi red ear full lưng này sẽ có một ưu đãi ăn đặc biệt khi mà anh em lấy 2 cặp đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi và tin tưởng kênh của mình trong thời gian qua. Và nhớ là những cái đơn mình ship chậm một ngày thì lên clip này để anh em thông cảm nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.